Chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua midsize Shadow T700, một mẫu xe full khung carbon rất là đẹp. Em mới về sáng ngày hôm nay, tông sơn đen đỏ trắng rất là thể thao và đẹp. Nhìn phần khung của chiếc xe đó, thiết kế rất là thời thượng. Các bác nhìn cực kỳ là cơ bắp và chắc chắn. Những cái khung dẹp mà rất là dày đây, tạo cảm giác cực kỳ chắc chắn khi di chuyển trên đường. Xe thì tổng thể còn cực kỳ là mới, đánh giá độ mới phải hơn 90% về độ mới. Chủ xe cực kỳ là giữ gìn, còn dán cả những cái ni lông bảo vệ xe ở đây, bảo vệ xương xe ở đây. Shadow T700 cũng là dòng cực kỳ là cao cấp của Nissan. Thiết kế những cái đường vân dẹp, khí động học, cản gió để khi di chuyển trên đường nó sẽ đạt được tốc độ tốt hơn là những chiếc khung tròn. Lực chạy một bộ chuyển động Shimano 105 1.5 1.5 thì cũng khá là rất là cao của dòng xe đua rồi. Tay lắc của chiếc xe được trang bị bộ tay lắc 105 xanh màu xanh đế cư. Những chiếc đua touring đời mới sẽ có những cái vòng đĩa phanh in nó nhỏ, cực kỳ là mềm mại và đẹp. Bánh 700C bằng nhôm của Gian, khoảng 4 phân, đều khoảng 4 phân. Bánh béo, 700C béo. Mây ơ vành đồng bộ Gian, sau này cũng ngon hơn. Vòng phối nổ. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống, thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cổng yên là 48 mm, khóa yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m63-64 đến khoảng 1m75 thì phù hợp. Cái bộ lip 10 tầng và 2 đĩa cho xe có 20 cái độ khác nhau. Xe đang bán bên em mức giá thì có là 17.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.